Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cái lỗi CDF0 của cái dòng máy Toshiba, Toshiba 355, 356, 357. Cái CDF0 này thì đối với nhiều người thì vẫn làm được, tuy nhiên là một số người thì làm mãi mà nó chưa hết, có thể là do làm chưa đúng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn lại cách này một cách chính xác hơn, để anh em có thể là giải quyết việc nó gọn gàng hơn. Đầu tiên là tháo cái cụm sấy ra đi cho nó gọn. Cái cụm CDF0 là cái cụm trượt, nó để chia bản so le đó, mà nó chạy về nó không đúng vị trí là nó sẽ báo lỗi. Đây, nó trượt cái cục này từ trên này đó. Đây là cái thò ra thụt vào để trong cái quá trình đảo mặt giấy đó. Tháo hai con ốc hai bên cái cụm đảo giấy ra. Nhấc cái cụm ra. Em chìa ra cho anh. Rút ra. Đây là cái motor CDF0 này. Motor CDF0 này. Rắc motor này. Đó. Em tháo cái motor để ra cho anh. Đây, bắt lỏng này. Bắt này thì đây, cái CDF0 là cái này. Nhưng mà cái motor nó lại nằm trên kia, ta phải tháo cái CDF0 này nó hoạt động như thế nào. Cái motor ấy, nó có một cái thanh gạt, nó gạt vào chỗ này, điểm này. Để làm là nó để đẩy đi đẩy lại, gạt so le. Đó. Thế thì nó lỗi là mình phải xử lý cái gì? Thứ nhất là tất cả những cái mỡ ở trục này. Mỡ ở trục trượt này. Đó, nó bị khô, lâu ngày nó bị khô, nó bị bám bẩn, bám két, và ta phải làm sạch nó đi và bôi mỡ trơn vào. Đó. Cái mỡ này ta phải nên dùng cái mỡ lụa nhá. Nên dùng cái mỡ lụa sấy. Cho vào là tốt nhất, lâu bền nhất. Mỡ lụa tốt một tí. Đây, các cái bánh răng ở trong này. Nếu mà ta cảm thấy nó không trơn á, ta nên bôi mỡ vào trong cái bánh răng này. Bôi mỡ vào các cái hệ bánh răng này. Mọi người có thể tháo hẳn ra nếu cần thiết làm cái này. Có thể tháo hẳn ra. Đây nó có mấy hai con ốc này. Một con ốc trong này. Đó, một con ốc trong này nữa. Đó. Rồi. Cái này là phải làm trơn này, đảm bảo trơn này. Đó, và quay nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi. Đến cái motor này. Em tháo cái đây. Motor này nó có cái cần gạt. Cái cần gạt này. Nó sẽ tiếp xúc vào đây. Đấy, trong quá trình chạy là nó gạt đó. Gạt thì ông này chạy đó. Thì cái này nó bị gì? Trong này nó có một cái lò xo một chiều, ta có thể tháo ra cái lò xo một chiều trong này. Nó bị rít, nó bị bẩn.
Đó. Đây. Ta phải tháo cái này ra này. Rút cái này ra này. Đó. Cái này là cái làm nhiệm vụ là gì, đến khi mà nó quay trượt ấy, thì nó cái lò xo này khi đúng chiều đẩy ra thì nó sẽ trơn trượt. Đây em tháo cái này ra, em cho mỡ vào đây. Đó. Tôi vừa tra mỡ ở đây rồi. Đây này, nó làm nhiệm vụ như này. Em lấy đưa được cái này đây. Đây. Cái này nó đảm bảo nhiệm vụ như này. Khi đẩy ra như thế này, nó đẩy êm này. Đẩy ra phía này êm này. Đó. Đẩy ra phía này êm để nó, bạn nhìn thấy không? Nó trượt trên cái trục này. Cái xương nó trượt trên cái xương của nó. Đó. Thế. Đó. Thế còn khi mà quay xuôi là không thể quay nổi. Quay xuôi ép vào là không quay được, thể ép nổi. Đó, đấy là nguyên tắc của nó. Thì nó phải đảm bảo cái nguyên tắc đó. Đó, mọi người làm sạch cái lò xo này đi. Đó, làm sạch cái lò xo đi, tra mỡ silicone hoặc là tra dầu silicone thôi, hoặc là tra mỡ lụa vào trong này. Đó, để cho nó trơn tru. Đấy, mọi người có thể rút tách rời cái lò xo này ra. Cách rời cái trục này ra, nới nó ra, đẩy hai anh này ra là nới ra được thôi, là đẩy ra. Tôi đang dùng một tay nên là hơi khó. Đó. Em nới ra, xong rồi đẩy banh nó ra, xong rồi đẩy nhẹ ra nó ra, được chưa? Banh nó ra, đẩy nhẹ nó ra, đó. Đây, nó là hai cái này. À, hai cái này. Cái này nó phải trơn tru, trơn nhẵn này. Cái lò xo này cũng phải sạch. Làm xong, ta cho mỡ vào giữa cái trục, cái ta cho mỡ vào giữa. À, để cho nó trơn tru, em quệt ít mỡ vào đây, em gắn lại cho anh. Đây, quệt mỡ, ít mỡ vào trong cái này. Ít thôi, không cần nhiều, ít tí thôi. Giải đều nó ra, quay đều, giải đều cái mỡ ra đấy. Đó. Rồi, thoáng thoáng này. Nới ra thì ấn nó nhẹ, nó dễ. Rồi bây giờ lắp vào này. Đó. Bây giờ lắp lại vào cái đầu motor là xong. Đó.